Nhanh thật, mới đó mà đã gần cuối năm rồi. Một đợt thi đấu với cường độ cao đã trôi qua. Và giờ đây, các đội bóng ở EPL đang cố gắng chuẩn bị cho những vòng đấu cuối cùng của giai đoạn cuối năm. Thực tế, dù chỉ còn khoảng 3 ngày, nhưng Ngoại hạng Anh vẫn còn có thêm một vòng đấu nữa vào ngày cận kề năm mới. Đó cũng là vòng đấu khép lại giai đoạn lượt đi của một số đội bóng. Một nửa mùa giải Premier League đã trôi qua và đã có những cuộc hành trình thú vị từ những đội bóng nhỏ, có những đội bóng đã đi từ một vị thế thấp vươn lên chiếm một suất trong top 4. Cũng có những đội bóng dù được đặt kỳ vọng rất cao nhưng cũng chẳng thể đạt được kỳ vọng của riêng mình. Vậy không chần chờ gì nữa, hãy cùng chúng tôi điểm qua cục diện của Premier League tới đây lúc này. Đầu tiên, như tiêu đề của bài, chúng tôi muốn nhắc đến top 5 đội bóng dẫn đầu ở Premier League. Trước khi đi sâu vào tình hình của mỗi đội bóng, chúng ta cần phải hiểu rằng tại sao là top 5 mà không phải là top 4. Top 5 được phân tách với các đội bóng còn lại dựa vào thành tích thi đấu của họ. Đầu tiên, điểm phân biệt dễ dàng nhất là nằm ở số trận thua của các đội bóng trong nhóm này. Không có một đội bóng nào thuộc top 5 thua nhiều hơn 4 trận cả. Trong đó nổi bật nhất là Liverpool. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, họ cũng mới chỉ thua duy nhất đúng một trận. Ngược lại, ngoài top 5 này, trừ Brighton có 5 trận thua, West Ham với 6 trận thua và Bournemouth với 7 trận thua, thì các đội còn lại đều đã thua từ 8 trận trở lên. Đó chính là một dấu hiệu quan trọng trong việc tách top, khi mà chúng ta có thể quan sát được rằng 5 đội bóng dẫn đầu cực kỳ khó thua. Mà nếu có mất điểm từ một trận hòa hay thua, họ thường xuyên mất điểm với nhau thay vì để các đội bóng nằm ngoài top 5 có được điều đó. Hiện tượng đó sẽ giúp cho chúng ta nhận thấy được các đội bóng nằm ngoài top khó lòng vươn lên từ những trận đối đầu trực tiếp được. Ngoài ra, các đội bóng thuộc top 5 cũng là những đội đã thắng dao động từ 11 đến 12 trận. Đây là con số không quá chênh lệch nếu chúng ta thử so sánh với một vài mùa giải trước đó. Tính ra thì đội xếp thứ 6 là Manchester United với 10 chiến thắng, cũng chỉ cách đội đầu bảng lần lượt là Liverpool, Arsenal và Aston Villa. Trong giai đoạn lượt đi ở mùa giải năm nay, không có quá nhiều sự khác biệt về số trận thắng. Thế nhưng, top 5 đã tạo ra sự khác biệt bằng cách tránh làm mất điểm, cũng như ít thua. Lấy ví dụ, Manchester United tuy thắng đến 10 trận, nhưng họ lại để thua tới 8 trận và chỉ có đúng một trận hòa. Điều đó gián tiếp giúp cho số điểm của đội bóng này không đạt được như kỳ vọng. Cùng đến với những vấn đề chi tiết hơn. Đầu tiên trong danh sách này chính là Liverpool. Đội bóng hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 42 điểm sau 19 vòng đấu. The Kop đã bước vào EPL năm nay mà không có quá nhiều tham vọng, sau khi lữ đoàn đỏ phải gần như thay máu toàn bộ tuyến giữa của đội bóng. Điều này đã ít nhiều tạo ra những sự xáo trộn không đáng có, khiến cho lối chơi của thầy trò ông Klopp có phần nào đó không quá đáng thuyết phục. Dù sao thì Liverpool đã hồi sinh mạnh mẽ ở mùa giải năm nay, những tín hiệu đáng mừng vẫn khiến cho họ bay cao trên bảng xếp hạng. Và nếu như vẫn duy trì được phong độ hiện tại cùng với việc cải thiện tối đa những lỗ hổng, thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi Liverpool có thể vượt qua Arsenal hay Liverpool để nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng Anh sau nhiều năm lỡ hẹn. Tiếp theo chính là Arsenal. Trên thực tế thì pháo thủ đang đứng thứ nhì với 40 điểm và 18 trận. Nếu thắng ở trận đấu bù, Arsenal hoàn toàn có thể vượt mặt Liverpool để đến với ngôi nhất bảng. The Gunners ở mùa giải hiện tại có thể nói là một The Gunners mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Họ không chỉ chặt chẽ trong phòng ngự khi là đội để thua ít bàn nhất với chỉ 16 bàn thua, họ còn chặt chẽ trong khâu bố trí thế trận. Nhìn vào cách Arsenal thi đấu, người ta không còn chứng kiến sự mong manh như ở một giải năm ngoái nữa. Sự bổ sung các cái tên chất lượng như Declan Rice, các pháo thủ dường như đã vá chỗ yếu nhất của mình. Không năm nay thì còn năm nào nữa Arsenal ơi. Thực tế thì top 5 cũng chia thành hai top nhỏ hơn, đó chính là top 3 và top 2. Top 3 chính là ba đội bóng đủ tiềm lực để đua vô địch Arsenal, Liverpool và Manchester City sẽ sớm quay trở lại cuộc đua tranh ngôi vô địch mà thôi. Đầu tiên là bởi Aston Villa đã không thể duy trì được thế thượng phong của mình trong hai vòng đấu gần đây nhất, khi họ chỉ giành được 1 trên 6 điểm tối đa. Đặc biệt là trận thua 2-3 trước Manchester United đã kéo những mộng mơ của Aston Villa trở lại mặt đất. Trước mắt Aston Villa là những trận đấu khó khăn. Có lẽ một tấm vé dự Champions League vào cuối mùa là câu chuyện khả thi hơn rất nhiều so với việc cố gắng đua tranh ngôi vô địch khi chưa đủ tiềm lực. Quay trở lại với câu chuyện của Manchester City. Đây là danh sách vắng mặt của Man City. Trong bảng này cũng kèm ngay trở lại của nhóm cầu thủ này. Chúng ta có thể thấy 4 cầu thủ quan trọng: Rodri, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Erling Haaland. Cả 4 cái tên kể trên đều sẽ trở lại vào dịp cuối năm nay đầu năm sau. Hiện chúng ta vẫn chưa biết Haaland gặp chấn thương gì mà không ra sân ở trận đấu gặp Everton. Nhưng nhiều khả năng đó chỉ là một chấn thương nhẹ. Và Pep đang muốn cho cầu thủ này tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những trận đấu cam go ở giai đoạn lượt về. Điểm chung của 4 ca này chính là việc mọi chấn thương của Man City sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Không có ca chấn thương nào sau đó cả. Man City có cả Rodri, De Bruyne, Haaland đáng sợ như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi đấy. Đội bóng cuối cùng trong top 5 chính là Tottenham Hotspur. Đội bóng chung mâm với Aston Villa cho mục tiêu giành được tấm vé dự Champions League vào cuối mùa bóng. Đây có thể nói là hai đội bóng thuộc vùng đệm,
họ chẳng thể đua vô địch, nhưng đang ở một vị thế tương đối an toàn nếu so với đội xếp sau như Manchester United hay là West Ham. Về phần Tottenham, nếu chúng ta bỏ qua những câu chuyện lùm xùm từ phía trọng tài, thì đội bóng này thực sự đã có một màn trình diễn thực sự tốt ở giai đoạn 1 của mùa giải. Chấn thương dĩ nhiên là một vấn đề nan giải với các đội bóng. Thế nhưng, chuyện đó còn nghiêm trọng hơn tại Spurs khi đội bóng thành London gần như mất sạch toàn bộ trụ cột trong một khoảng thời gian khá dài sau khi thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa. Thế nhưng, ông Postecoglou đã lèo lái thành công đội bóng Tottenham để đưa câu lạc bộ này ở một vị thế tương đối dễ thở. Cũng như Manchester City, Tottenham sẽ có đầy đủ lực lượng trở lại trong tháng 1 tới đây và hứa hẹn sẽ là một con ngáo ộp ở giai đoạn lượt về. Ngoài top 5 thì chúng ta có đến 3 đội bóng đang gây thất vọng. Đầu tiên là Manchester United, Chelsea và Newcastle United. Những vấn đề về Manchester United đã được chúng tôi bàn luận quá kỹ ở những video khác rồi. Mặc dù Manchester United hiện đang đứng thứ 6, với một số điểm khá thấp, rất khó cạnh tranh với top 4 trong vài vòng tới đây. Song cũng phải nhìn nhận rằng Man United đã thắng đến 10 trận. Họ vẫn có khả năng lọt vào top 4 nếu có thể bổ sung hợp lý những cái tên trên hàng công ở mùa đông năm nay. Đồng thời giảm số trận thua ngớ ngẩn xuống, họ sẽ có thời cơ. Tiếp theo là Newcastle United. Có vẻ như việc phải thi đấu thêm đấu trường Champions League đã khiến cho Newcastle lộ ra điểm yếu chết người từ mùa giải trước của họ, chính là nhược điểm về chiều sâu lực lượng và yếu tố thể lực, thứ đã làm nên sức mạnh của họ. Nhưng con đường trở lại với top 4 của Newcastle sẽ không hề dễ dàng, kể cả khi họ có tiền và muốn chi tiêu vì luật công bằng tài chính đang tỏ ra soi xét một cách hơi quá đáng đối với chiếc chòe vùng Đông Bắc. Có lẽ đối với Newcastle giờ đây, một tấm vé tham dự cúp châu Âu sẽ là điều thiết thực hơn cả. Đội bóng cuối cùng trong nhóm trên bảng xếp hạng là Chelsea. Không có quá nhiều điều để nói thêm về Chelsea, khi đây tiếp tục là một mùa giải mang tính chất chuyển giao của The Blues. Vì thế, thành tích sẽ không phải là câu chuyện trọng tâm tại Stamford Bridge. Cuối cùng trong video hôm nay chính là tình hình sơ lược của nhóm xuống hạng. Đó vẫn là sự hiện diện của ba cái tên: Luton Town, Burnley và Sheffield. Bất chấp những đồn đoán về việc Luton Town sẽ buông xuống sớm, thế nhưng đội chủ sân Kenny Walros mới là đội bóng có khả năng khả dĩ nhất để tranh một tấm vé ở lại EPL mùa sau. Dĩ nhiên là quyết định trên đến từ câu chuyện Everton bị trừ điểm rất nặng do vi phạm luật công bằng tài chính. Ở nửa dưới bảng xếp hạng, có hai đội bóng vô cùng đáng chú ý. Đội bóng đầu tiên là Everton. Kể từ khi đội bóng vùng Merseyside bị trừ 10 điểm, họ đã chơi cực kỳ xuất sắc khi là một trong số ít những đội bóng có phong độ cực cao. Nếu không có 10 điểm trừ đó, Everton sẽ có được 26 điểm, nghiễm nhiên đánh chiếm vị trí thứ 10 từ tay của Chelsea. Tất nhiên, đó chỉ là nếu thôi, và thầy trò ông Shandai vẫn sẽ còn những khó khăn ở phía trước. Song nếu vẫn cứ tiếp tục phong độ như hiện tại, thì Everton hoàn toàn có thể mơ về một tương lai xa hơn. Đội bóng đáng chú ý cuối cùng chính là Bournemouth của huấn luyện viên Adoni Iraola. Hãy nhớ cái tên Iraola này, bởi kể từ trận thua trước Manchester City, Bournemouth đang có phong độ rất tốt. Nếu chỉ xét ở 5 trận gần nhất, The Cherries mới chính là đội bóng có năng suất nhất EPL khi đoạt được đến 13 trên 15 điểm tối đa. Và đó chính là cục diện sơ bộ của Premier League đến trước loạt trận cuối năm. Bạn cảm thấy có điều gì sẽ thay đổi trong giai đoạn 2 của mùa giải? Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết ở phần comment nhé!